Bị cáo buộc lừa hơn 8.800 tỷ đồng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị đề nghị truy tố. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 vừa ban hành kết luận vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ông Dũng, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố nhiều thuộc cấp liên quan, trong đó có Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng. Kết quả điều tra đến nay xác định, trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty con, gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần cung điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu. Theo C03, Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng. Để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Nhà đầu tư được xác định là những người đã mua và góp vốn đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án. Qua điều tra cho thấy, thủ đoạn gian dối của Tân Hoàng Minh còn thể hiện ở việc tập đoàn này đã tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.